Chào cả nhà nha. Hiện đang ở một cái nơi mà mọi người cũng biết lên Đà Lạt á. Thì nơi mà mọi người biết đó là cái biệt thự Hằng Nga. Đây, mọi người đang nhìn thấy nè, đó, sau lưng Hiền đây nè, là biệt thự Hằng Nga. Là nơi mà nói chung là các YouTuber cũng như các anh cũng như mọi người họ đang đều trải qua cái khám phá trải nghiệm ngôi nhà này. Ngôi nhà này thì được gọi là ngôi nhà quái dị nhất trên được xếp trong ngôi nhà quái dị Việt Nam và quái dị thế giới luôn á. Và ngôi nhà này cũng có nhiều người gọi là ngôi nhà kinh dị, quái dị hoặc là ngôi nhà điên. Nói chung là ngôi nhà này thì cũng được gọi tên là đặt là biệt thự Hằng Nga của chị kiến trúc sư tiến sĩ Đặng Thị Nga. Thì cái ngôi nhà này nó như thế nào thì Hiền sẽ cùng mọi người vào trải nghiệm khám phá. Nhưng mà đập cho mắt mọi người nè, đây là cái vé sau lưng Hiền. Hiền đã mua vé rồi nè, đã là cùng đây và nội cái sắc vé là mọi người nhìn giống như Halloween hay sao á. Nhìn thấy nó kỳ kỳ, nó có Việt Nam. Cái đội cái nón nhưng mà cái áo thì áo giống như Halloween. Thì thôi đỡ khỏi cần nói nhiều thì Hiền cùng mọi người đi vào trải nghiệm khám phá cái ngôi nhà này như thế nào nha. Đây bắt đầu Hiền sẽ đó, bắt đầu là Casey House nè, Welcome nè. Ở đây là cái phòng mà nãy Hiền mua vé, trước khi vào vé là bước lên nè. Vào đây thì mình sẽ gặp hai cái anh. Không, hai cái anh này anh cũng đã là cái nhà nó gọi là nó quá dị, nó lạ lạ. Thì ngay cả cái đồng phục nó cũng lạ luôn đây nè. Đấy, cho nên là đã cũng đồng phục. Đấy, từ đây đây nhìn ra đây á, nếu mà này mấy đứa nhỏ mà nhát nhát là lỡ như mặt giống như Halloween thì nè. Đây, bước vào là một cái không gian nó khác biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài nha mọi người. Đấy, mình nhìn vào đây là đã có một sự khác biệt rồi. Đấy, hồi nãy gặp anh kia là khác, giờ cái anh này cũng khác. Đấy, thì thôi, nói chung là cái này Hiền phải lướt qua nhanh. Đây là sẽ có một cái phòng, gọi là cái phòng để mà giới thiệu cho mọi người á. Đây, giới thiệu cho mọi người là sẽ về cái nhà như thế nào, ý tưởng rồi như thế nào, cái phòng lễ tân á. Nói chung là này là tiếng Anh và chủ yếu là khách nước ngoài nhiều của mọi người. Đây, đấy là cái ngôi nhà và giới thiệu rất là nhiều tài liệu mà mọi người nghĩ thì bây giờ thời người 4.0 rồi. Thì Hiền khuyên mọi người á là cứ lên Google rõ là ra. Ông thầy nào bằng thầy Google hết. Thì bắt đầu Hiền sẽ đi vào cái này nó có một cái bảng hướng dẫn. Đây, cái bảng hướng dẫn là từ số 1 đến số 10 mấy á là sẽ vào nhà, nhưng Hiền sẽ đi vào cái lối này. Để mà Hiền quay trước cái phần sân á mọi người. Thành thử là ở đây thì cũng không nghĩ là các bạn trẻ cũng vào đây luôn á. Đây, rất là nhiều bạn vào đây chụp hình sống ảo. Có một cái khu vườn và giải khác bên này nè. Đấy, đây là Hiền đang ở dưới đất. Đó. Đó. Xin hỗ trợ anh chút xíu. Đây. Đây. Em ơi. Em quay nhé. Em quay nhé. Hỗ trợ nhiệt kính là quyền giảm nhỏ nhỏ cho anh xíu 15 phút thôi. Dạ. Biết tốt được là càng tốt chứ. Rồi. Mọi người Hiền sẽ đi vào ở dưới này á. Đây, Hiền cái một chút xíu để anh nhờ anh quản lý hỗ trợ một chút cho tại lối đi á. Chút anh cái này. Ở khu này mình phải hỏi qua sơ, chứ nếu không thì Hiền sẽ đi rất là khó, đi mà sợ lạc á. Nhưng mà Hiền sỏi ra rồi, Hiền sẽ có cái sơ đồ. Rồi Hiền sẽ đi theo cái sơ đồ nha mọi người. Mọi người cả nhà ủng hộ chia sẻ kênh cho Hiền nha. Nói chung thì cái này không phải riêng Hiền đâu. Rất là nhiều bạn đã review, nhiều anh YouTuber đã review rất. Nhưng mà Hiền đến giờ điểm này, thời điểm này thì không biết là, để coi đồng hồ của Hiền mấy giờ. Hiền coi mấy giờ đây. Hiền quay cái dịp là toàn là. Ôi 12 giờ rưỡi nè mọi người. 12 giờ rưỡi Hiền đi, do Hiền đi từ từ chùa Tàu rồi qua bên cái gì đó. Hiền về lại chỗ này là 12 giờ rưỡi rồi, nhưng mà đi vào đây là đúng 12 giờ trưa ấy. Sao tôi quay vào những cái khu mà là trúng cái giờ linh đó mọi người à. Giờ mà những người mà thấy hơi sợ sợ á, không sao, Hiền sẽ trải nghiệm cùng mọi người nha. Đây Hiền đang đứng ở trung tâm nè. Đó, Hiền sẽ khám phá hết cái khu này cho cả nhà mình sẽ như thế nào nha. Đấy, cái quái gì cả cái lối cầu thang đi cũng khá. Nói chung có nhiều cái mà đã mình đã, Hiền sẽ lên tuốt trên cao kia như thế nào.
bắt đầu thì xuất phát vào điểm số 1 nha. Rồi. Nói chung là phần bình luận, phần giải thích thì Hiền sẽ không có không có biết giải thích như thế nào. Bắt đầu Hiền sẽ đi vào đây. Rồi trải nghiệm bà đài. Đây là lối lên nha mọi người. Màu sắc Hiền không có được khắc bình đâu, Hiền chỉ đi nói chuyện vui thôi. Chứ giờ lên đây thì nó như là một cái mê cung ấy mọi người. Nó ngôn ngữ kiến trúc thì mình có học kiến trúc đâu, mà mình có học về bên xây dựng cơ bản thì cũng học. Nhưng đây lại lên nổi nơi là có một cái gian phòng. Ở đây là cũng có gian phòng mà hình như là phòng trà, phòng nghỉ gì đó. Họ khóa cửa không vào, hình như là đẹp. Đây, đây là cái lối lên. Nhưng mà đặc biệt là vẫn thông gió ra ngoài nha mọi người. Đây, đứng đây vẫn nhìn ra được cái thành phố Đà Lạt mình nha. Vẫn nhìn ra được bên ngoài nha. Yếu tim là đi không được là đấy. Mọi người nhìn xuống đường được nè. Đấy, nhìn xuống được nè. Đấy. Bắt đầu là mình đi men theo cái lối này. Ở lên này thấy gió nha trời. Không biết có mưa không. Mưa chắc Hiền không quay được đâu. Nhưng mà trời hơi âm u xám xịt rồi nè mọi người. Đấy, bắt đầu Hiền đi theo cái lối này. Lối này có thể nhìn ra những lối khác. Đấy, mọi người nhìn đi. Ở đây là con hươu cao cổ, ở dưới lên cái hươu là bây giờ dưới này là cái chân, giờ lên cái đầu. Không biết là đi theo lối nào đây, hai ba lối rẽ lên xuống. Thôi mình đi lên lối lên đi. Không biết lối lên, thôi đi lên đi, đi lên trước đi. Ở mỗi nơi đều có một cái căn phòng mà số 8 nè. Để Hiền vào thử nha mọi người. Cái phòng này số 8 là cái gì đây? À, chỉ là một cái hốc để ngồi, một cái hốc để ngồi với nhau thôi, nhìn ra ngoài nè mọi người. Đó, cái hốc này nhìn ra nè. Đây. Chỉ là cái hốc thôi. Còn đây chỉ là một cái phòng, cái hốc để uống trà với nhau hay sao ấy. Rồi có một cái ghế ngồi nè. Lại có cái này. Nhưng mà mỗi phòng nó lại có một lối đi xuống nữa. Thôi Hiền lại cứ đi lên đi. Ở đây có hai lối nè, lối thoát lên và lối thoát xuống nè. Thì thôi bây giờ Hiền cứ đi lên nha cả nhà nha. Đấy, lên đây thì đều có một cái chỗ đó mà khi mà tránh nhau á. Đúng rồi, khi có người lên người xuống họ sẽ tránh nhau và đỡ ngồi. Đây vì được biết cái cô này á, cổ là một kiến trúc sư học ở bên Nga đó, học Moscow về. Đấy, mọi người nhìn này, đẹp lắm. Nhưng mà nhìn xuống sợ lắm nha mọi người. Hiền cầm cái máy quay mà hơi rung rung là nhìn xuống như cái lòng là cái giếng ấy. Sầu thế đấy. Không biết độ cao này bao nhiêu. Hiền có đọc, đấy mọi người nhìn lên là Hiền sẽ trải nghiệm đấy, lên tới đỉnh kia. Hiền sẽ đi lên trên đó đó nha cả nhà. Hiền sẽ đi thở nè, nhưng mà Hiền quay Hiền cái tiếng nói của Hiền qua mic đó nó sẽ thở, nhưng mà không sao. Nhưng mà mát, gió mát. Không biết là nên đi lên đây. À thôi, bên lối này nữa nè. Ở bên này Hiền nhìn ra cả cái thành phố Đà Lạt được nè mọi người. Đấy, nhìn ra những ngôi nhà của những người dân ở đấy. Đây nữa nè, lại đây là nhìn thấy một phần của cái tòa nhà. Hơi à, ra đây có một cái vườn. Có một cái vườn và có một cái giếng gì đây nè. À, lên đây là một cái căn phòng số 10. Hình như đây là một cái căn phòng à, có cái quả bầu khổng lồ gì đó. Hiền nới cái máy này chút xíu nè. À, có nghe Hiền đưa cái máy vào cho mọi người xem. Chắc là trong này là một cái phòng nghỉ, mà nếu như mình được chọn chế độ nghỉ ngơi trong này á mọi người. À, Hiền thấy cái giường nè. Đó. Nói chung họ khóa cửa mình không có thuê thì chắc là lại nè có cái khóa nè. Đấy. Chắc là vậy đấy. Mình ở đây nghe nói là ở đây một đêm là được 1 triệu á. 1 triệu một đêm, nghe nói là thời điểm giá thời điểm này. Thôi Hiền đi lên tiếp đây. Mọi người đi nè, Hiền đang đi trong cái này nè mọi người. Sau lưng Hiền lại là cái đường luồn đi xuống á, mọi người nhìn thấy không? Đấy. Cái này á, nó giống như những cái chợ nít nó đắp á. Ôi trời ơi, sao tôi sợ sợ nha mọi người. Chắc là lên đây Hiền rung ấy. Hiền cũng hơi rung ấy, nói chung đùa đâu nè. Hiền phải trải nghiệm đi qua cái cầu thang này và đi xuống cái cầu thang này. Sao vậy trời? Có nên tôi có nên dừng video clip ở đây không trời? Đã đi trên cái nóc nhà này. Ở đây có một cái lầu xăng nữa nè. Nói chung Hiền không có diễn tả được nó đẹp, nó xấu, nó như thế nào thì mọi người xem thôi. Nhưng mà nó quá dị. Đấy, có một cái cặp kia đi lên trên kia rồi, kia cả lên tới đỉnh rồi kìa. Nhưng mà Hiền tranh thủ đi chứ lỡ mưa thì nó trơn sẽ khó đi á mọi người. Thôi,
đỡ nói thì Hiền đi luôn. Đây, đứng sau lưng Hiền, Hiền sẽ quay xuống nè mọi người nhìn nè. Dưới Hiền là một cái vườn nè mọi người đấy. Ra gió nó lạnh lạnh trong người nó cũng hơi ấy, cũng hơi sợ đó. Nếu mà như ai yếu tim á thì cũng hơi sợ sợ nha. Đấy. Và đây là cái ở đây có một cái không gian vườn, hình như là trên lầu mấy mình cũng không biết, của cái tòa nhà thì nó tầm ở lầu mấy á. Đấy, Hiền sẽ trải nghiệm, Hiền sẽ đi qua cái đường này. Đó, bắt đầu Hiền sẽ lên cái đường này nha. Sau lưng Hiền nè, à, Hiền đi dứt dắt Công qua đây nè, mọi người thấy không? Đó, Công qua đây là đi lên cái nhà đây luôn. Là điểm cao nhất ấy. Cái máy nó hơi rung rung mọi người thấy không? Rồi, Hiền sẽ đi. Rồi. Cái lối đi nó cũng hơi bị hẹp, thành thử là mình phải nhường nhau đi. Thứ hai là họ cũng làm cao các trẻ em đi nữa nè. Lại có những trẻ em, có những gia đình họ đưa trẻ em đi. Nhưng không biết độ cao tùy theo mấy bé nó có sợ hay không thôi. Đấy. Mình có hai sự lựa chọn, hình như đây là sự lựa chọn đi vào đây là mình sẽ đi vào ngôi nhà. Thôi Hiền sẽ đi vào ngôi nhà trước đi rồi Hiền sẽ đi ra. Khám phá trong cái ngôi nhà này nó có cái gì á. Đây là nếu mà ai nhát hơn á thì có thể là đi đây, không đi trên này. Nhưng mà Hiền cũng sẽ ráng bò lên con đường này chứ để mình trải nghiệm thực tế chứ. Sợ lắm mọi người ơi. Thôi để Hiền đi qua đây đi. Đi lên thử cái nhà như thế nào nha. Nếu mà lỡ mà Hiền hơi rung rung á mọi người. Nhìn nè, Hiền bò lên. Bắt đầu Hiền đi đây, dùng cái từ là bò đó. Đó, đây leo lên cầu thang nè mọi người. Đấy. Đó. Sau lưng Hiền cũng có các bạn đi nè. Đấy. Đó, Hiền đi đây là Hiền nó dùng từ khó nghe là hơi bị đi khom khom người bò lên đấy mọi người. Tôi bò thiệt chứ không phải là tôi bò giả đâu nha, bò giả bộ đâu mọi người. Thôi tới đây là tôi ngồi xuống luôn, tôi không dám đứng lên đâu nè mọi người. Đây tôi đưa máy lên thôi nè. Thật đấy mọi người. Hiền ráng Hiền quay clip chứ mà thật sự Hiền ngồi xuống Hiền đi cái động này là Hiền đi ngồi chứ không phải dám đứng luôn á mọi người. Để tôi lết đi nè. Ai cười tôi chịu à. Nha. Cố gắng cái hoàn thành cái video clip này nha. Chứ còn Hiền không dám đứng lên đâu. Đấy. Và mọi người Hiền đỡ Hiền đang ở đầu cao nè, Hiền đi quay xuống nè, đỡ mọi người khác chờ nè. Đấy. Đang lấy đi lên rồi xuống đây nữa nè. Thôi, nhưng mà cũng ráng mà. Này. À, nhìn qua bên nào qua, nhìn cứ nhìn lối đi thôi, nhìn vào máy đi. Mà đi xuống đi. Ở đường sau mình là xí xòa rồi. Ừ. Thiệt. Cái này là khi các bạn nào yếu tim á. Thiệt sự luôn á. Là đừng có đi nha. À, Hiền ngồi xuống đây nè, Hiền mọi người nhìn nè. Thôi. Hiền đứng đây, Hiền dựa vô đây cái đá thở rồi nè. Đó, mọi người nhìn thấy không? Đấy mọi người nhìn thấy đây nè, cả một đoàn người sau ra đây nè, một gia đình đang chờ Hiền nè, đứng trên này cao, độ cao sợ lắm rồi thôi. Hiền cũng ráng đi lẹ lẹ cho họ đi. Đây Hiền bò lên trên này nha. Ok YouTuber. Yes. Ôi, bò luôn mọi người ơi, không dám đi đứng đâu bây giờ bò nè, mọi người nhìn Hiền bò lên nè, thiệt nè. Hiền đang bò lên nè, sau lưng Hiền là mà. Đây. Thiệt luôn á Hiền mọi người. Cao quá trời sợ lắm mọi người. Lỡ rồi. Xin thưa các bạn nào mà yếu tim á là đừng nên đi nha. Thiệt sự luôn á. Thôi Hiền đứng đây, Hiền ngồi xuống luôn nè mọi người. Hiền không có đứng đâu. Đây. Đây nó thiệt mọi người nè, nhìn nè. Đó, độ cao đây nè. Hiền nới cái gậy lên chút xíu. À, đỡ mọi người khác chờ. Thôi. Lỡ rồi mọi người. Nhìn nè. Khiếp lắm mọi người ơi. Đó, nhìn nè. Rung rung cái tay cái máy mấy người thấy rung không? Thôi, Hiền xuống. Rồi. May Hiền cầm dâm bồ là Hiền thả luôn á, thật sự á mọi người. Mọi người nhìn đang nhìn xuống sợ không mọi người? Khiêng luôn, hứa đừng cho trẻ em đi đường này nha. Khiếp lắm mọi người ơi, đây nè. Nhìn trên cao xuống nè. Thôi Hiền đi lẹ lẹ qua chứ bò lẹ hết đoạn này là thôi. Hối hận á mọi người. Hiền đang đứng trên nóc nhà nè. Thôi. Cái Hiền có xem cái video clip của anh Hoàng Nam á. Anh quay rồi á. Gia đình người ta quyết định đi xuống lại kìa. Đấy, họ đi quyết định đi xuống lại kìa. Họ thấy cao nguy hiểm đưa con xuống lại kìa. Thôi Hiền lỡ này Hiền phải qua cái này chứ. Hiền bò qua hai cái này nè mọi người. Thở, mọi người nghe tiếng thở của Hiền không? Mà trời cũng mưa rồi.
Hiền quay cũng giờ chưa. Thôi bây giờ Hiền đi xuống nè, mọi người nhìn Hiền lết xuống nè. Đấy. Làm cái clip này Hiền cố gắng lắm á mọi người. Thực sự luôn á. Đây là Hiền đi từng bước luôn á mọi người. Đây cũng là một trong những cái mà gọi là người ta kêu nghịch ngu á. Cái này nó rung rinh nữa chứ. Trời ơi, nó họ tạo ra cái rung rinh nữa nè mọi người. Lỡ đêm mất hồn luôn á. Trời ơi, sao tôi cố làm chi cho có clip cho mọi người xem ủng hộ kênh tôi làm chi mà giờ tôi đi đây giống nghịch ngu. Hồi nãy tôi biết đừng đi đường này. Ôi mưa rồi mọi người. Đây Hiền ăn ở trên mái nhà nè mọi người, nhìn trên đỉnh cao nè. Đấy mọi người thấy Hiền lết tội chưa? Đây nè. Đấy. Thôi đi bò đi chứ không dám đi thẳng luôn á. Đứng lên sợ lắm nha. Thôi bò qua cho lẹ đi, không có giả bộ đâu. Và trời cũng đang mưa rồi mọi người. Hiền đang đứng cố gắng chinh phục cái điểm nóc nhà nè. Đấy, mọi người thấy cái điểm nóc nhà đó. À mọi người nhìn nè. Cái tay đó mọi người nhìn thấy sao, tôi đứng đằng trên ngang ngang với một cái tòa nhà cao như thế đó. Ngang nóc đấy. Hồi hộp quá. Nói thật là mọi người nhìn Hiền nè, mồ hôi toát ra luôn ấy. Nhưng mà cố gắng hoàn thành để đạt cho được cái video clip á. Mọi người hiểu không? Nói chung cũng khổ á, không phải than để mọi người đã kiếm like đâu. Nhưng mà thực sự phải ráng thôi. Thôi bây giờ Hiền phải bò qua cái chỗ này. Đi xuống kia thì nó nhìn nó càng chằng chịt hơn. Hiền chọn một con đường an toàn. Chọn một con đường an toàn là bò vào đây. Bò này mọi người Hiền không dám quay lên cao, Hiền quay cái lối đi bò nè. Nãy sợ lắm. Rồi, ta đây đứng được à. Ủa mà vô đây thì càng khổ nữa. Mọi người nhìn là đó, Hiền mới vừa đi từ cái lối kia qua lối này nè mọi người ơi. Đó, mọi người thấy Hiền vừa đi qua cái lối này không? Người ta nãy đi theo gia đình đấy. Hiền trải nghiệm qua cái nóc nhà này nè mọi người. Đó, mới vừa qua một cái khổ ải đó. Để Hiền vào đây thử sao. Không biết trong này cái nhà này có cái gì. Hay là nó đi như thế này nữa. Như thế này thì ra đi xuống ngõ này cho an toàn đi. Quyết định là không mạo hiểm đâu. Thôi. Nói chung là Hiền chỉ đứng đây review cho mọi người thôi. Chứ còn không đi nữa đâu. Cũng sợ mà mỏi chân lắm. Đấy, mà mưa tới rồi mọi người à. Thôi, Hiền lui lại đi. Nói chung là đến đây các bạn trải nghiệm khám phá đi. Tôi lỡ rồi. Trời ơi. Quay clip mà than cỡ này thì mọi người chắc ghét lắm á. Nhưng mà không sao mọi người. Hiền sợ thiệt cái mọi người độ cao này mà nó cao đi như tòa lá mắt đá mốt tầng là nó có kính. Còn cái này nó trơi trơi giống như mình leo cây á mọi người. Này, mọi người nhìn xuống nè. Đó, cầm cái máy rung luôn nè mọi người nhìn nè. Độ cao nguy hiểm lắm nha mọi người. Ở đây trơn sợ lắm. Dĩ nhiên là họ thiết kế họ tính cái độ an toàn bu bám nè. Nhưng mà sợ lắm rồi nè, đi xuống nè. Ơi. Thôi xuống đây chọn cái Hiền thở đó mọi người. Hiền có xem qua cái video clip của anh Hoàng Nam á, cũng YouTuber mà nổi tiếng ấy. À, tới được cái cây à, thấy được à. Đây nè. Tưởng tượng á, cả nhà Hiền trải nghiệm qua một cái đoạn này nè. Đó. Đó. Thôi, không có ngu nữa. Ôi. À, Hiền mới vừa đi trên cái mái nhà đây nè mọi người. Cái mái nhà này cao cũng bằng cái tòa nhà 4-5 tầng ở ngoài á. Mà đi như thế này nè. Nghĩ sao trời ơi. Ôi, mưa rồi mọi người. Trời đang mưa nữa. Rồi để Hiền tìm cái đường nào mà đi tránh mưa đi vào trong nhà. Đà Lạt thì tầm này thì sẽ hay mưa cả nhà. Mưa thì Hiền sẽ chọn cái đường đi vào trong. Ô nó còn có những con đường đi xuống nè. Thôi Hiền xuống đây đi. Hiền cố gắng chứ đỡ mưa nó trơn nguy hiểm á mọi người. Chỉ cần sơ sẩy là té gây nguy hiểm và tai nạn á. Cũng sợ có nhiều cái phòng trong này nè. Họ khóa bên trong rồi. Thôi Hiền sẽ chọn một phương án á. Là Hiền đi xuống gấp về cái đường tắt không trải nghiệm hết những cái gian phòng kia. Mà trong này có những gian phòng mà. Đấy. Đã Hiền ở trên đỉnh kia rồi á mọi người, rung nè, cầm cái máy rung ấy. Hiền sẽ qua cái tòa nhà này nữa, hai cái tòa nhà. Nhưng thôi đỡ ráng vào đây, đằng nào nó cũng lên đây rồi. Vào hai cái gian phòng gì đây. Không review hết thì mọi người nói mình quay làm YouTube mà không có thiện chí. Đây.
Ôi. Quay clip mà than thở quá. Ở đây cái là cái phòng giống như một cái thủy cung á mọi người. Được vẽ chứ không phải là biển thật nha. Trên Đà Lạt là cái biển đâu. Đây trong này có gian phòng này dở thở nè. Trong cái gian phòng này thì họ vẽ cá nè, vẽ cảnh biển nè mọi người. Nhìn nó dễ chịu, hài hòa hơn. Thoải mái rồi. Nói chung là những cái gì ý tưởng không có thời gian mà nghiên cứu hết cái này đâu. Nhiều lắm, không biết đi đâu đi qua cái này. Ở đây là một cái khám phá riêng kỳ bí á mọi người. Đây nè, nó vào một cái thế giới thần tiên ấy, thế giới mà gọi là như hằng Nga á. Mình không biết cái xứ thần tiên như trong phim hoạt hình ấy. Đấy. Ở đây nhìn nè mọi người, nhìn nè. Đó. Thật sự là không có nước nha, đó là lối đi á mọi người. Đây là lối đi nha mọi người. Chứ không phải là nước đâu nha. Đấy, đi từ phòng này ra phòng kia. Nó như một cái động thủy cung với mọi người. Đây, mọi người thấy đẹp không? Cũng bù lại phần nào công sức mình đổ ra cả nhà. Là hồi nãy Hiền đi đây. Ôi nó mỏi không biết nó đỡ. Chiều mưa Hiền định qua bên cà phê Mê Linh ấy, và cánh đồng hoa gì đẹp á để quay á, tại vì đằng nào Hiền còn đi dự hội nghị nữa. Không có thời gian. Nhưng mà cố gắng á cả nhà. Vô đây nói to thì nó vọng á, thành ra Hiền sẽ nói nhỏ lại. Mọi người nhìn nè. Không phải nói công nhận ở đây nó đẹp. Nó đẹp như cổ tích vậy, nhưng mà sẽ cho trẻ em họ đi những cái nơi mà an toàn hơn, chứ không nên đi những cái ở nãy là Hiền đi trên cả. Mọi người nhìn nè. Đi trên cả cái mái nhà đây luôn á. Làm một cái cây san hô thiệt là to luôn. Như một thế giới, đúng là thế giới. Thế giới cổ tích ấy. Thôi trời mưa rồi thì Hiền sẽ không có đi ra ngoài. Tại vì phải đi ra ngoài thì nó trơn trượt và nguy hiểm. Bên này có gì không con? Giống như mình mà đi vòng vòng đúng không? Con ở đâu vậy? Bình Dương. À Bình Dương lại quay cho chậm vlog á. Dạ. Chú hỏi chuyện con đi hết chưa vậy? Dạ, cũng mới đi vòng vòng đây. Con có ra bò quay lên trên kia chưa? Dạ. Con bò trên cao chưa? Dạ rồi. Con thấy nó làm sao? Ổn quá. À đấy thấy chưa? Con sợ rồi. Trời ơi. Ơi, con dạ. Bao nhiêu tuổi vậy? Dạ con 24 tuổi. Trời, chú 48 còn 24 là hơn nhau bao nhiêu ha? Dạ. Hơn nhau nhiêu không biết, nhưng mà tạm thời như vậy đi. Dạ. 24 tuổi mà nó còn sợ, mẹ bà nội ơi, trời ơi, nói thiệt với mọi người, tôi nói luôn mọi người nè, 24 tuổi mà nó còn sợ. Dạ. 24 tuổi mà nó còn sợ, húng chi tôi nè, 48 tuổi mà tôi leo lên đá mồ hôi, mọi người nhìn nè, tót mồ hôi luôn ấy. Nhưng mà cũng thôi, có ráng đỡ làm cho nó sầu hoàn thành cái clip mà trải nghiệm khám phá, cảm ơn ngon nha. Dạ, dạ, dạ. Rồi, chú già rồi mà chú cũng ráng leo lên cho được á. Dạ. Nói chung là như vậy, thành thử là... nãy là không có xin phép mà xin phép á, ta ngại á. Ừ, thì đó là đó mọi người thấy không? Đây nè. Người ta sợ quay á. Có nhiều người mình quay cà phê thì mình cũng phải xin phép người ta đó. Đó là Hiền nói rồi, quay mà quay nhiều khi quay người lạ. Có nhiều bạn nó trẻ thì nó không thích quay YouTube, nhưng có nhiều bạn là không có chịu. Đó, bây giờ là Hiền. Dạ. Đó là mình phải xin phép lịch sự, phải xin phép trước. Rồi. Thì Hiền sẽ đi qua cái khoảng đi xuống, nhưng mà Hiền sẽ không có đi cái lối kia nữa. Đây đã Hiền đi qua cái lối nhà bên kia. Nói tóm lại là đi trong này nó sẽ là giống như cái động thủy cung á mọi người. Họ làm y hệt luôn. Những cây san hô lớn nè. Đó là họ chiếu đèn lên. Đó, hồi nãy là mình đi trên cả cái đỉnh này luôn ấy. Khiếp. Nó rất là nhiều lối cầu thang đi. Ở đây có nước không? Hay là mưa? À ở đây là có một cái thác mọi người. Cái lối này đi xuống một cái thác, có một cái thác nước để nhìn ra cái thác nước đây, hay là mưa ngồi không biết. À trời đang mưa á mọi người. Nói chung là cái khu vườn này đây là mọi người nhìn nè. Cái này là có thác nước và đồng thời mưa luôn á, nghe tiếng nhưng mà thực sự là trời đang mưa ở ngoài trời á mọi người. Đây, cả một cái khu như thế này nè. Thôi, đó là xui cho Hiền rồi, chiều nay không biết quay được cái gì nữa không. Đây, qua bên đây nữa. Nói chung là đa phần là dành cho các bạn trẻ nào khám phá, leo trèo đi nhiều ấy, thì sẽ ra như thế này. Nhưng mà không ai mà đi hết nổi đâu, chắc chắn là Hiền không dám đi đâu.
Đó. Nói chung là các bạn nào có cái trải nghiệm khám phá hoặc là cái ngôn ngữ thiết kế đây nó à, đây có một con bạch tuộc mưa cho ráng, hiện ráng đang ngồi đây nè. Có một con bạch tuộc to lắm. Đây nè, con bạch tuộc to từ trên này nó bu xuống dưới này luôn nè, là gọi là bạch tuộc khổng lồ ấy. Đấy, con bạch tuộc nè. Để hiện qua kia hiện quay được rồi. Để hiện xuống dưới này hiện sẽ thấy hiện đang đứng trong cái hầm. Đi xuống này là cái hầm mà để nhìn thấy con bạch tuộc to đó mọi người. Không, nó đẹp lắm. Nói chung là ở đây thì giá vé bình thường là 40.000, nhưng ngày nay ngày lễ thì hình như là 60.000. Đấy, hiện mua hai anh em thì 120.000 vô đây thì cũng không gọi là mắc. Đây, trời đang mưa nha mọi người. Thì sẽ xuống cái phường này. Cái chân nó hơi bị đau rồi. Ê. Thì ở cái khu này không biết là cái khu gì. Nhưng đây nè, sau lưng Hiền là cái con bạch tuộc lớn á, mà nhìn thấy không? Khiếp. Và cái chỗ Hiền mới vừa đi qua đấy, khu này hình như họ cũng mới vừa làm lại, có lẽ vôi rửa xi măng thì nó cũng còn. Đây, Hiền đang ở một cái khu vườn. Đấy, có một con bạch tuộc, nhìn cái bàn tay nó xuống nha. Đây chắc là bạch tuộc khổng lồ á. Trời đang mưa á mọi người, Hiền quay luôn. Nói chung ra mưa một tí xíu cũng không sao. Quay cho hết cái khu này. Khu này nó rộng lắm, 1.900 m² hay sao á. Đúng ra gì. Ở ngôn ngữ thiết kế. Hồi nãy Hiền đi trả trên nóc kia á mọi người. Đây, đây là bạch tuộc ha. Đúng rồi, cái phải bạch tuộc khổng lồ hay là cái gì đây cũng không biết. Chắc là vậy á. Đấy, có hồi nãy ông anh kia ông đứng bên kia. Để Hiền đi vào cái lối này thôi. Anh nghe cái gì đây? Đây là giống như thế giới thủy cung á, cái tầng đáy của cái hồi nãy Hiền đang đứng á. Đây nè. Đây nè, đúng rồi. Bạch tuộc nữa nè. Cái này sao nó nghe giống sân khấu á. À đây là một cái sân khấu. Đây nè, bạch tuộc nè. Rồi ở đây thì đưa các chị em vào con ốc sò khổng lồ luôn, siêu to luôn nè. Đây, khu này thì có một cái đàn piano hay dương coi như là dương cầm gì đó để mọi người đánh đó. Đó, ốc khổng lồ này Hiền đứng đây. Hiền quay lên trên cái nóc nhà của Hiền này đang đứng nè. Đó, hồi nãy Hiền đứng tầng trên đấy, tầng trên cái nóc kia. Bây giờ đây là xuống dưới đất nè. Đấy, Hiền ly ở xung quanh nha, Hiền ra xung quanh nè. Đây, những cây san hô to lắm. Đây, cây san hô này. Nói chung đây là cả thế giới thủy cung đó mọi người. Nhưng mà thủy cung này là không có nước nha. Thủy cung này họ làm bằng thợ phù điêu ấy, họ làm bằng các nghệ nhân họ làm ấy. Đấy. Ốc sò, cá heo nè. Cái này là như thế giới cổ tích dưới nước ấy, như phim hoạt hình ấy. Đấy. Ở đây có thể là nhà dẫn đoàn tham quan du lịch cho các trẻ em chơi. Đấy. Khu này vào đây thì yên tĩnh nha mọi người, có cái góc để mà ngồi yên tĩnh nè. Những thiết kế như một con ốc dựng lên vậy đó. Ở đây những sao biển nè. Đấy. Không, nói chung là Hiền chỉ quay vậy thôi chứ còn không có giải thích được là ngôn ngữ thiết kế nó như thế nào. Bây giờ là đi ra ngang sao ha, Hiền đi ra lại lối này đúng không? Lối này là lối qua này. Hiền còn chưa qua cái lối bên nhà kia, Hiền đã đi lại cái lối kia. Đi chắc cũng hết mười mấy phút rồi. Bây giờ Hiền qua lại cái lối kia thử nó thế nào. Đây sẽ có một cái lối lên. Đây hình như đây là một lối lên nè. Này. Không thể tưởng tượng được, nói chung là mênh mông bát ngát luôn. Nếu mà đi giờ đi cả buổi cả ngày không xong á mọi người, nhưng mà Hiền sẽ đi sơ sơ qua một số điểm thôi. Mà quay dài quá thì nó quay đi quay lại, mà mỗi lối bước đi á liệu có cái con cá dưới chân mình á. Đẹp.
nói tóm lại là đẹp với mọi người. Đây thở, nhưng mà đã quay thì cũng phải nhiệt tình cố gắng mà làm cho dựng cho xong cái clip để mọi người xem. Thì bạn nào đi rồi thì bình thường, nhưng mà hiện quay đã, clip mà hiện quay lên thì có người này xem, có người khác xem. Bạn nào mà chưa có điều kiện đi thì cỡ cứ xem đỡ qua video clip của Hiền. Đây Hiền sẽ đưa qua cái khu bên này, gắng khám phá cái khu bên này chút xíu nữa. Đấy, quay lại cái chỗ điểm giờ nãy Hiền đó, khám phá một chút xíu nữa rồi mình về nha mọi người. Mình ra khỏi cái mê cung mà coi như là quá vậy, Hiền sẽ cố gắng về lại cái điểm đích ban đầu của Hiền là trải nghiệm cái đoạn này nữa, chứ còn Hiền không dám đi trải nghiệm trên cao. Nhưng mà đoạn này thì cũng phải đi qua một đoạn, muốn gì muốn cũng phải bò qua thêm đoạn ráng mưa nè, buộc phải đi với mọi người vì không có sự lựa chọn nào khác ấy. Trơn họ nói té nhang sợ, Hiền đang bò luôn chứ không có đi ấy. Mưa nữa nè mọi người, mưa trơn á mọi người. Đây nè, đấy mọi người nhìn thấy mưa không, sau lưng Hiền rớt nè. Đây, Hiền không phải nói trả lời với mọi người đâu, mưa đấy thôi chui đại vào đây mau. Mình không biết là thiết kế như thế này, Hiền không hiểu cái chị thiết kế như thế này, nước nó chảy vào nè mọi người, chắn sẽ có cái lối thoát nước và lối đi ấy. Hiền nghĩ là vậy đó, tại chỉ là kiến trúc sư mà. Đấy nè, nước nó đang chảy theo lối đi của Hiền nè. À có đây nè mọi người, đây nè, nói chung là sẽ an toàn chứ không sao đâu. Đây nè, à, nó chảy xuống đây. Ủa là ra lại hả, đừng bắt đi lên nữa nha, đi lên chắc Hiền không đi đâu. Thôi kết quả của Hiền là Hiền sẽ chọn cái lựa mà đi về đi xuống lại chứ không lên vào đây, vì vào đây đi ra đi lên trời mà mưa nó mọi người, Hiền không dám đi nữa đâu. Hiền sẽ chọn cái đường đi xuống, Hiền sẽ tìm cái đường nào mà đi xuống cho an toàn nhất á mọi người. Họ đóng cửa hết rồi, có một lối duy nhất à, giờ làm sao ha. Làm sao để xuống đất luôn cho rồi. Đây, làm sao để đi xuống được cái lối kia ở Hiền ra đây. Hiền cố gắng đi qua đây. À, chắc sẽ đi qua lại đây. Nói chung là Hiền đi khom khom á mọi người, chứ không có dám. Đây là khom người đi á, đi mà hai chân phải cong quặp xuống. Đó, bây giờ lại đang tìm đường xuống. Đấy, họ đang cũng đang tìm đường xuống giống mình này. Cái này phải xuống không trời? Có nào tôi bị lạc không? Ủa? Đúng là mê cung luôn á. Thôi tôi tìm đường xuống coi. Đây là cái gian này nãy giờ mình chưa đi nè. Hai mình đi vòng tròn. Đây đây, cái lối này xuống đi, xuống lại nãy đi cho rồi. Đây nè, để Hiền đi xuống này phải không? Đây, đây mọi người đang đi xuống đây luôn nè. Đẹp lắm. Đẹp mà cũng hơi sợ nữa nha. Thôi, đi xuống tìm đường lo ra. Qua bên kia ra kết thúc video. Dẫu gì nó cũng quay đi quay lại chắc nó cũng vậy á. Rồi, có lối ra rồi nè. Bên đây có một cái lối là gallery shop, có nghĩa là chắc là bán hàng trong đó mọi người. Đây. Đây. Mọi người nhìn thấy mưa ướt cái máy của Hiền, nó có cái dấu hiệu hạt mưa á. Hiền không có đang quay thì không có thể dừng lại chùi thì nè, nó ảnh hưởng. Đây. Ra lại cái lối này rồi, nhưng mà Hiền qua bên khu này nó có cái gì không? À. Qua khu này thì đây. Thôi mưa ướt áo rồi, Hiền sẽ là trên này có cái gì chút xíu nữa rồi. Ở đây chắc đi lên lại trên kia quá. Thôi, cũng không nên lên nữa. Bây giờ mà nói chữ nói thiệt với cả nhà. Nói thiệt với cả nhà, bây giờ mà nó dùng cái từ mà đi lên là cho, giờ cho tiền cũng không lên là cho. Cho cái gì cũng không lên luôn. Thôi đi xuống nè. Không thích lên nữa. Tốt nhất là Hiền chỉ chọn con đường xuống thôi, không đi chọn lên. Tại càng lên
trơn trượt sợ mưa, thấy độ cao ấy. Trải nghiệm xong rồi giờ hồi hộp. À, tao đi xuống. Đây. Đấy, Hiền xuống đây là ra lại cái khu vườn hồi nãy mà Hiền xuất phát ấy, song song ấy. Khu vườn hồi nãy là không có mưa, họ nói là nơi quá lóc quá, đúng rồi á. Đây nè, nó không có mưa nè mọi người. Rồi là ở dưới này. Sau lưng Hiền là cái vườn cây rậm rạp như Amazon nè. Đấy. Là Hiền đã kết thúc được tắt mình bỏ nhiều quá mọi người không đi hết đâu thì thôi tốt nhất là kết thúc được hành trình đi. À, kết thúc được cái hành trình này đi nè. Đấy, ở đây cũng có một cái văn phòng. Có một cái văn phòng, cái phòng mà ở mọi người. Hiền họ khóa cửa, khi nào mình ở thì mình mới trả tiền, mình vào đây mình ở. Thì cái phòng này thì nó không có bị cua khất. Hiền cũng review cho cái phòng cho mọi người. Nghe em nãy nói là cái phòng này là được trả là 1 triệu đồng ở đây dòng chỗ ở nè. Rồi cái giường ngủ nè. Chắc ở đây cũng hay á mọi người. Nhưng mà chắc ở hay mà thấy nó lạ lạ, sợ quá. Nó thần tiên sao quá, nó sao sao quá, nói chung nó không bình thường. cũng có cái ngăn cái cửa như cửa ngựa nè. Nhưng mà cửa chuồng gọi là cửa ngăn chuồng ngựa, nhưng mà có cái cửa này nè. Đóng lại thì cách ly này, phòng số 2 hồi nãy là cái cả cái khu này có 10. Hình như 10 hay bao nhiêu cái biệt thự mình không biết, mà dường như ở dưới này thì lại có một cái hầm nữa này nè. Mọi người dưới đây ngồi. Ngồi dưới đây, ở dưới này thì có một cái gian cho mọi người đi trong một nhóm nào đó, họ sẽ tách riêng ra được cũng hay á. Có nghĩa là cái nhóm này thì chắc các bạn mặc đồ đồng phục giống nhau, không biết là cái gì thì lắm phiền. Đấy. Đấy, có một nhóm bạn ở dưới này. Họ dưới này mặc đồng phục như nhau luôn, giống như diễn viên múa xiếc gì không biết. Thì thôi nói chung là mình quay ngại lắm, mình làm mà đâu phải. Cũng làm vlog quay sao quay đụng chạm thôi. Thì Hiền sẽ cố gắng dừng video clip ở đây. Mưa nhưng mà để ra ngồi đằng nào cũng ra xe cũng bị mưa. Rồi. Mọi người nhìn nha, nói chung là Hiền sẽ cố gắng ra được đây rồi. Thì mọi người Hiền rê máy cho mọi người nhìn xem nè. Hiền sẽ kết thúc video clip ở đây. Chào hẹn gặp lại ở nhà ở video clip khác. Quay cái gì đó đẹp hơn, hay hơn. Chứ cũng đã đi hết trải nghiệm đây, chia sẻ cho mọi người mà bạn nào chưa đi á, nhất bạn trẻ thì nên đi. Mạo hiểm khám phá đã lắm nha mọi người. Đi xong thấy đã nhưng mà cũng thấy sợ. Hay, thôi mưa rồi Hiền đi ra và Hiền dừng video clip. Cũng nỗ lực lắm rồi đó. Mọi người xem nhớ ủng hộ đăng ký kênh và chia sẻ like cho Hiền nha. Đã Hiền ra ngồi lại luôn. Không biết là em tôi đã mưa luôn hay đang cười tôi. Nó đang cười cho nỗi đau khổ của tôi. Đây nè, cái mặt nó đang cười tôi nè. Em sắp đồ đâu ra xe chưa? Đi chưa? Rồi em vô. Em vô quầy là quầy. Thôi thôi Hiền ra đây luôn. Anh chào em nha. Xin chào. Nói chung là anh đi từ trên kia anh rung quá, mưa xuống rồi. Nói chung là kết thúc video ở đây. Mọi người nhớ nha. Công sức tôi đi như thế này là mọi người xem là nhớ ủng hộ, like, chia sẻ nha. Đấy, hồi nãy là Hiền vô là cái anh kia, bây giờ thay là thay con bé này. Do dịch á không được xem mặt nhưng mà chắc cũng dễ thương. Đây dòm lại cái nhà lần nữa nha. Mà cha đi lần hai là tôi không đi đâu, nói thiệt luôn á. Rồi nha, kết thúc video nha.